Bạn nha. Ok. Như vậy thì cái trường hợp mà thầy xét ở đây cho các bạn đó, cái đoàn tàu này nó đi cái đoạn đường từ Bắc tới Nam, từ Sài Gòn tới Hà Nội này đó, là cái đoạn đường rất dài và nó có thể là thay đổi chiều, thay đổi hướng, thay đổi chiều ở nhiều đoạn, cũng như là nó phải ra vào vận tốc ở nhiều đoạn, nhưng mà thầy vẫn tính ra được cái vận tốc là 70.83 km/h. Thì cái giá trị vận tốc này thầy gọi nó là giá trị vận tốc trung bình nha các bạn. Và giá trị vận tốc trung bình ở đây thì tính bằng là cứ tọa độ cuối trừ tọa độ đầu ha. Rồi chúng ta chia cho thời gian coi như là xong. Tọa độ cuối tọa độ đầu và chúng ta chia cho thời gian là các bạn có được cái giá trị của cái biểu thức của vận tốc trung bình. Và các bạn lưu ý ở đây đơn vị chuẩn của vận tốc đó, chúng ta sẽ biểu diễn là mét trên giây. Tuy nhiên trong nhiều bài toán vẫn cho phép các bạn biểu diễn vận tốc là km trên giờ, có nghĩa là dẫn xuất của đơn vị mét và giây nha, một một cái hình thức bội số của đơn vị mét và giây. Thì vận tốc trung bình ngoài cái việc mà chúng ta dựa vào tọa độ, chúng ta có thể dựa vào quãng đường. Các bạn có thể tính dựa vào quãng đường. Đây. Rồi, quãng đường chuyển động. Được chưa? Bằng là vận tốc trung bình là bằng quãng đường chia cho thời gian. Rồi xong. Thì tuy nhiên là đoàn tàu nó chuyển động thì có những cái giai đoạn nó tăng tốc giảm tốc mà chúng ta chỉ dùng cái vận tốc là 70.83 km/h thì chúng ta không thể nào mô tả được hết cái chuyển động này, mà chúng ta cần, đôi khi chúng ta cần là cái vận tốc ở những cái điểm thời điểm khác nhau, ở những cái điểm mà đoàn tàu nó chuyển động khác nhau, thì làm sao chúng ta phải sử dụng cái đại lượng khác, đó là đại lượng, nó thầy gọi nó là đại lượng vận tốc tức thời. Nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như chúng ta xét về mặt toán học thì buộc lòng cái khoảng thời gian này nó sẽ tiến về không này. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ thay giá trị không vào trong đây đó thì hóa ra chúng ta không thể nào tính được giá trị vận tốc, bởi vì thay không vào nó sẽ ra vô cùng. Thành thử ra chúng ta sẽ mượn một cái biểu thức toán học để diễn giải cái lời nói của chúng ta, là chúng ta xét cái vận tốc ở một cái khoảng thời gian rất ngắn. Khoảng thời gian rất ngắn đó thì chúng ta làm sao biểu diễn nó bằng cái ngôn ngữ toán học. Chúng ta sẽ lấy biểu thức lim các bạn nha. Chúng ta sẽ lấy biểu thức lim và chúng ta sẽ cho cái khoảng thời gian nó tiến cận về không, chứ nó không phải bằng không, tiến cận về không. Và với cái biểu thức mà tính lim một khoảng thời gian tiến cận về không đó, chúng ta sẽ có biểu thức đạo hàm. Hay nói khác cách khác hơn là bản thân các bạn có thể tính vận tốc vx bằng đạo hàm của x theo thời gian. Chúng ta, đây là một cái biểu thức cực kỳ quan trọng các bạn. Chúng ta đã biến từ cái việc tính cái vận tốc bằng quãng đường theo thời gian, bằng cách là chúng ta tính vận tốc bằng đạo hàm của quãng đường theo thời gian. Các bạn thấy là cái sự khác biệt ở đây, cái sự khác biệt ở đây khi chúng ta sử dụng cái biểu thức này là như vậy, và nó có ý nghĩa cho chúng ta là với các cái vận tốc tức thời thì chúng ta không cần phải làm các thao tác là quãng đường chia thời gian nữa, mà chúng ta chỉ cần đạo hàm của cái phương trình mà nó biểu diễn quãng đường. Ở đây giả sử như ta có một cái phương trình biểu diễn quãng đường, chúng ta đạo hàm nó ra, chúng ta sẽ ra được vận tốc. Được chưa? Rồi như vậy từ buổi nay trở đi, sau khi thầy dạy các bạn bữa hôm nay, thì các bạn biết rằng vận tốc sẽ bằng đạo hàm của quãng đường hoặc tọa độ theo thời gian. Được chưa? Trong quá trình các bạn học, các bạn sẽ tiếp xúc hoặc các bạn học hoặc các bạn đọc tài liệu, các bạn sẽ tiếp xúc với cái khái niệm gọi là khái niệm space. Các bạn sẽ tiếp xúc với khái niệm gọi là khái niệm speed và khái niệm velocity.
Hai cái khái niệm này nó khác nhau như thế nào? Rồi các bạn nhìn đây nha. Đối với velocity đó là nó là vận tốc. Thì đối với vận tốc chúng ta sẽ phải kể tới là tốc độ. Chúng ta phải kể tới phương chiều của chuyển động. Nhưng đối với cái speed, speed này đấy thì nó chỉ có nghĩa là tốc độ mà thôi, và chúng ta không quan tâm tới cái việc là nó có phương chiều như thế nào cả. Chúng ta chuyển sang từ trái sang phải, đang chạy từ trái sang phải cũng được mà từ phải sang trái cũng được, miễn sao chúng ta có tốc độ là 30 km/h thôi là được ha. Ví dụ chúng ta nói tốc độ chuyển động là 30 km/h, được chưa? Rồi đối với chuyển động, chúng ta có chuyển động đối với vận tốc đó, chúng ta có vận tốc trung bình, chúng ta đã có vận tốc tức thời. Thì đối với cái việc mà khi chúng ta thay đổi vận tốc, nó cũng sẽ có cái đại lượng tương ứng như vậy. Bây giờ cái vấn đề đặt ra là thầy có bài toán thế này: chúng ta đi đi mua một chiếc xe, xe thầy cho giả sử xe hơi luôn đi cho nó sang, cho nó ngọc. Cái xe này nó có thể có hai cái option cho chúng ta. Xe nó chạy, nó thay đổi vận tốc từ 0 tới 60 km/h trong vòng là 30 giây là xe thứ nhất. Xe thứ hai cũng từ 0 tới 60 km/h trong vòng 60 giây. Hai xe này phải có chữ trong vòng nữa ha, cho nó giống. Hai xe này có giá ngang nhau thì chắc chắn rằng bản thân các bạn là các bạn, thầy hỏi các bạn là các bạn chọn xe nào, thì thầy nghĩ là hầu hết là có câu trả lời đó. Nhưng mà thầy muốn các bạn dựa vô các cái chứng cứ khoa học mà các bạn có được để các bạn quyết định là xe nào, tại sao bạn lại chọn chiếc xe nào. Thì có thể bạn nào cho thầy cái cho thầy ý kiến được không? Bạn theo bạn là xe nào là chọn là sẽ tốt hơn? Thầy bỏ qua cái yếu tố, các tất cả các yếu tố khác đều tương đương nhé, chỉ có duy nhất yếu tố là sự thay đổi vận tốc theo thời gian ha, sự thay đổi vận tốc theo thời gian là khác nhau, còn các yếu tố khác là tương đương hết. Rồi thầy mời bạn Minh Nhật ý kiến nha. Thầy nói là em sẽ chọn xe một, bởi vì cái tốc độ, cái gia tốc của cái xe một nó lớn hơn của xe hai. Ok, bạn mới đưa ra cho thầy một cái khái niệm gọi là gia tốc. Như vậy bạn nói gia tốc của xe 1 lớn hơn xe 2. Ok, rất là tốt. Như vậy bạn có thể định nghĩa cho thầy gia tốc là gì được không? Dựa vô hai cái này bạn khái niệm gia tốc cho thầy. Thưa thầy, gia tốc là sự thay đổi vận tốc trong một khoảng thời gian nhất định. Ok, đúng rồi, chính xác. Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho cái tốc độ thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc, đúng không? Độ thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc thì ở đây bạn tính dựa vào cái chứng cứ khoa học bạn tính đó, thì bạn sẽ tính thế này. Thầy sẽ tính là đối với xe thứ nhất, thầy sẽ tính là 60 trừ 0 chia cho 30 km/h chia cho giây, đơn vị đó ha. Còn đối với xe thứ hai bạn sẽ làm gì? 60 trừ 0 chia cho 60 km/h chia giây. Thì đơn vị km/h chia giây này thật ra nó là đơn vị chiều dài chia cho thời gian bình phương, đúng không? Thì bạn có thể đổi ra là thành là đơn vị mét trên giây bình phương được đấy. Bạn có thể đổi ra. Tuy nhiên thầy sẽ ráng giữ cho đơn vị hai bên này nó bằng nhau, thầy so sánh thôi. Thì chỗ này thầy sẽ được 2 km/h nhân giây. Còn chỗ này thầy được ra gì? 1 km/h nhân giây. Ok. Với cái cách tính bạn tính ra bên này là 2
bên này là một thì chắc chắn bạn quyết định chiếc xe một này lợi hơn rồi, nó là số 2 ha, hai còn này là một, được chưa? Đó đó, thì như vậy dựa trên cái chứng cứ khoa học là chúng ta tính bên đây là 2 km chia giờ giây, bên đây 1 km giờ giây, thì xe 2, xe 1 này nó xịn hơn và chúng ta sẽ lựa chiếc xe 1 này. Lý do đó là khả năng thay đổi tốc độ của xe 1 lớn hơn khả năng thay đổi tốc độ của xe 2 gấp 2 lần lận. À, và cái đại lượng khả năng thay đổi tốc độ đó thì gọi nó là gia tốc, và chúng ta định nghĩa như sau. Chúng ta định nghĩa nó là đây, thầy không quan tâm tới cái thời điểm nào mà thầy quan tâm tới khả năng thay đổi tốc độ. Thầy không quan tâm tới bất kỳ thời điểm nào trong từ 0 tới 30 giây hoặc từ 0 tới 60 giây. Thầy quan tâm tới biểu thức này đây, được chưa? Thầy lấy sự thay đổi vận tốc chia sự thay đổi theo thời gian. Thì hóa ra cái cách tính cho cái biểu thức cho cái xe 1 và cho cái xe 2 đó, sự thay đổi của vận tốc theo thời gian xe 1, xe 2 đó, thì thầy tính như thế này cũng chính là tính gia tốc trung bình thôi. Tại vì thầy tính trong một khoảng thời gian 30 giây, 60 giây là cũng lớn rồi chứ không phải nhỏ. Thì cái gia tốc đó thầy cũng gọi nó là gia tốc trung bình. Rồi, thầy có gia tốc trung bình. Như vậy, thầy đã tính được biểu thức gia tốc trung bình ở đây bằng hiệu vận tốc chia hiệu thời gian, được chưa? Hiệu vận tốc chia hiệu thời gian. Như vậy đã có gia tốc trung bình rồi thì chắc chắn nó sẽ có cái đại lượng gọi là gia tốc tức thời. Thì tương tự như vận tốc tức thời, gia tốc tức thời là gia tốc tại thời điểm mà bạn xét. Như thế thì bạn cũng phải mượn cái biểu thức lim mà thôi. Bạn phải mượn biểu thức lim để mà bạn giải quyết cho cái bài toán là gia tốc tức thời này ha. Thầy có gia tốc tức thời thì thầy cũng sẽ xét khi thời gian thầy khảo sát cái sự thay đổi của vận tốc, thời gian này rất nhỏ, tiến về không, được chưa các bạn? Rồi Vũ Tiến Quân, em muốn phát biểu gì hả Quân? Do cái này đã em tay rồi thầy ơi, cái cũ. À lúc nãy rồi, cái cũ phải không? Rồi, cảm ơn em. Như vậy chúng ta có vận tốc tức thời, chúng ta có gia tốc tức thời, chúng ta có vận tốc trung bình, gia tốc trung bình. Ý nghĩa của mỗi đại lượng thầy đã giải thích với các bạn hết rồi nha. Bây giờ chúng ta mới xét tới cái bài toán. Thầy xét, thầy sẽ hỏi các bạn cái bài toán là bây giờ thầy có, thì có thể biểu diễn cái vận tốc v, tức là thầy có là v nè, theo một trục ox đi, thầy có vx thì nó bằng cái gì? Dax trên dx chứ, dx trên dt. Thầy cũng có ax nó bằng dvx trên dt, được chưa? Bây giờ từ cái biểu thức này, hai biểu thức này đây, các bạn hãy suy ra biểu thức về x và biểu thức về vx cho thầy. Thì biểu thức về x này thầy gọi nó là phương trình chuyển động, thì vx này là sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Thầy sẽ cho các bạn cái thông số, đó là ax này nó là hằng số, và vận tốc ban đầu của chuyển động này nó cũng là hằng số luôn. Xin các mời các bạn xây dựng cái biểu thức mà chứa x và chứa vx cho thầy. Tất nhiên các bạn có thể tham khảo tài liệu phía bên đây. Các bạn thể tham khảo tài liệu phía bên đây để các bạn tính ra cái biểu thức x và vx theo ax cho thầy. Rồi các bạn có 5 phút để mà làm nha. Các bạn làm xong các bạn có thể upload lên trên hệ thống cho thầy. Thầy sẽ
tạo ra cái forum ngay bây giờ cho các bạn upload lên. Rồi các bạn bắt đầu làm đi nhá. Từ những cái mà các bạn biết rồi đó, các bạn làm cho thầy đi. Chương 2 phải không? Thầy sẽ tạo một cái forum. Forum là tính vận tốc. Tính gọi là không phải gọi là tính mà gọi là tìm biểu thức đoạn đường phương trình chuyển động ha, thì gọi nó là phương trình chuyển động. Phương trình vận tốc. Rồi các bạn có thể chụp hình các bạn gửi lên. Tối đa thầy chỉ cho chụp một file thôi. Thì rồi các bạn có thể upload lên cho thầy nha. Sau các bạn làm xong các bạn có thể upload lên, chụp hình gửi lên thôi. Thì cái này, cái quá trình các bạn làm đó có thể được tính vào cái điểm chuyên cần của các bạn đó nha. Khi các bạn nộp cho thầy, các bạn có thể tính vào cái chuyên cần của các bạn. Các bạn giỏi trong vòng 5 phút cho thầy. Các bạn hiểu cái ý của đề bài phải không? Hai các bạn. Hãy nói lại một lần nữa giúp em được không thầy? Chúng ta có biểu thức vận tốc. Chúng ta có biểu thức gia tốc. Các bạn hãy đi tính, hãy suy ra cái biểu thức quãng đường và biểu thức quãng đường chuyển động cho thầy. Suy ra biểu thức x này nè. Thầy gọi là phương trình chuyển động, hãy suy ra biểu thức x cho thầy. Các bạn có 5 phút để tính. Bây giờ nếu mà muốn tính x đó, thì các bạn làm sao? Chúng ta phải nhân đi x lên đây rồi chúng ta lấy nguyên hàm đúng không? Thời gian chuyển động thầy cho chuyển động thời gian t, nó đi từ ti tới TF. À, thời gian là đi từ TI tới TF. Rồi, thì các bạn sẽ đi tính X và tính VX cho thầy nhé.
Để thầy xem có các bạn nào nộp chưa được chưa ha. Thầy gợi ý thêm một chút nữa ha. Chúng ta biết rằng vận tốc thì bằng đạo hàm của quãng đường theo thời gian, gia tốc bằng đạo hàm của vận tốc theo thời gian. Như thế thì bạn sẽ đầu tiên là bạn sẽ phải tính là bạn có là từ biểu thức 1 này là bạn sẽ có biểu thức là dx nó bằng cái gì? Vx nhân cho dt. Bạn muốn tính x á, thì bạn phải lấy nguyên hàm 2 vế và thật ra khi bạn có thể đưa cận vào t và tf. T này cũng vậy, ti và tf. Đúng không? Bạn đưa hai cận vào. Rồi. Vận tốc vx này thì mình không biết nó có phụ thuộc vào thời gian hay không, do đó mình chưa có tính được. Mình chưa có tính được. Chỗ này thì mình để đó, mình chỉ cứ mới có là cái chỗ này tùy thuộc vào tx, nhưng mà cái giá trị của x tương ứng với tx thì gọi nó là xi và xf nhé. Xi và xf. Rồi. Thì ở đây cái cận là chúng ta đi từ ti tới tf, tx y tới xf, thì chỗ này các bạn đơn giản lấy nó ra rất là dễ, tại vì nguyên hàm của dx chính là x, thì các bạn sẽ có là xf trừ xi bằng tích phần vx dt ti tf. Tất nhiên nếu như thầy cho các bạn cái điều gọi là vx nó là hằng số thì dễ quá rồi, các bạn có thể lấy hằng số ra, nhưng vx này nó không phải là hằng số nên là bạn buộc phải lấy tích phân chỗ này, mà cái biểu thức này bạn chưa biết rõ biểu thức vx là như thế nào, làm sao mà lấy tích phân đây, thì chúng ta phải tích tính cái biểu thức thứ hai. Biểu thức thứ hai các bạn có là gì? Đó là ax bằng dvx trên dt. Từ đây các bạn có dvx bằng ax nhân dt. Và từ đây các bạn có thể lấy nguyên hàm hai vế dvx. Thì v này các bạn có thể có vi chia cho. Này là vf, còn cái này là tích phân ax dt từ ti tới tf. Tới đây các bạn sử dụng cái dữ kiện thầy cho a này nó là hằng số để các bạn giải ra được v. Từ đây các bạn sẽ tính ra được vf. Sau khi tính được vf, các bạn thế vào các bạn sẽ ra được x. Thấy ha? Rồi các bạn làm cho thầy đi, trong vòng 5 phút thôi nha. Thầy đang muốn tạo cơ hội cho các bạn để các bạn có thể luyện tập và các bạn có thể kiếm thêm điểm cộng nữa. Dạ thầy ơi, Rồi em nói đi. dạ có cái mật khẩu với điểm danh chưa thầy? Tại em vô hơi trễ thầy. Hình như thầy chưa gửi. Thầy có gửi rồi chứ? Có rồi. Ở đâu vậy thầy? Ở trong tin nhắn đó em. Thầy à rồi. Sao vào trễ dữ vậy? Vào trễ hết gần cả tiếng đồng hồ rồi, cả tiếng Dạ không. tại dạ tại thời khóa biểu trên trang online em thấy cái tiết của thầy tự nhiên bị xóa đi á thầy. Thì con này À, nói là nghỉ. cái này các bạn lưu ý nha, là khi mà cái thời điểm các bạn thấy bị xóa đi nó là bình thường, tại vì khi thầy đăng ký, khi thầy báo trên hệ thống là dạy online á, thì cái ngày mà báo đó đó là thời khóa biểu nó tự động nó biến mất đi. Nha, thì các bạn biết là khi đó các bạn biết là sẽ học online, thấy chưa? Thì hầu như là chúng ta từ giờ cho tới cuối học kỳ không biết là khi nào chúng ta sẽ học offline, thì chúng ta hầu như sẽ học online nhiều đó, nên là khi các bạn thấy cái lịch đó mà nó bị mất như vậy thì đồng nghĩa với việc là chúng ta học online nhé, chứ không phải là cái lớp đó nó bị hủy đi ha. Thì cái này là do cái cách hệ của cái phòng đào tạo họ thiết kế thôi. Thì có một bạn là ở cũng có hỏi thầy, thầy tưởng là lớp mình chứ mà lớp khác ha.
Cái này tại vì các bạn chưa quen thôi, các bạn chưa quen trên hệ thống nên là như vậy. Thì các bạn thông báo với các bạn khác giúp thầy luôn. Tại vì thầy không có biết là các bạn nhìn thấy trên cái hệ thống của bạn là thời khóa biểu của bạn, tại thầy thầy đâu có được nhìn hệ thống của bạn. Nha, thầy chỉ báo lên trên hệ thống để làm thủ tục thôi. Là chúng ta học online nên là cái đợt này sao mà tự nhiên là nó lại như thế. Có thể là cái này cái cải tiến mới của phòng đào tạo đó. Rồi điểm danh xong rồi thì các bạn tiếp tục học thôi. Rồi các bạn đã có bạn nào đã làm được chưa? Các bạn nào đã upload cái bài giảng bài lên chưa? Rồi thầy đợi các bạn thêm khoảng 2 phút nữa nhé. Dạ thầy ơi. Thầy ơi. Không có bạn nào up lên lót lên cái bài giải lên thì thầy sửa luôn nha. Các bạn xem ở đây này. Sao em? Đúng đây. Sao em? Em giờ em đang chuẩn bị upload thầy xem đúng hay sai nhé thầy. Up lót lên đi, như thế thì tốt quá. Cứ up lót lên cho thầy. Thầy đợi thêm một chút nữa. Không sao, cứ làm đi. Thì chỉ sợ các bạn không chịu làm thôi. Cái chương 1 các bạn đã nộp bài tập hết chưa? Hãy lưu ý các cái bài tập này đều tính điểm các bạn đó nha. Thầy đã nói với các bạn là có những cái trường hợp có một số bạn không chịu nộp bài tập tới cuối kỳ đó là bị hụt điểm. Hụt điểm một chút, ví dụ cái bạn đó là được 7 chấm, cái anh đó là được 7 chấm, được tổng cộng là 4 chấm, 4.9. Thiếu 0.1. Lật ra là bởi vì thiếu cái cột điểm bài tập, khiếm cột điểm nộp bài tập. Rất là uổng và bị rớt đó các bạn. Cái anh đó là được, đợt đó là cái lớp cũng cái lớp thầy luôn đó mà bị rớt là rất là đáng tiếc. Nhưng mà bây giờ thầy muốn cho lên điểm cũng không được, tại vì thầy không có chứng cứ là bạn đó nộp điểm, thế mới khổ. Dạ thầy ơi. Thầy ơi, Rồi chỗ nói đi nào em. thầy? Dạ em máy tính em đang bị hư á thầy, em học bằng điện thoại á mà điện thoại không có điểm danh được thầy. Được chứ sao không em? Dạ thầy Được chứ. thầy chỉ em điểm danh lại thầy. Ok. Để thầy xem là
Rồi mời Nguyễn Quốc Anh. Ủa thầy nộp chỗ nào thầy, thì chỉ lại thầy. Em vô cái phần quorum nó có tìm biểu thức phương trình chuyển động và phương trình vận tốc đó em. Em thấy chưa? Thấy này nè, em bấm vào. Thầy chưa thấy bạn nào nộp hết. Rồi, bấm vào đó nó sẽ có cái phần là em nộp bài vô đó. Bấm vào chưa? Rồi hồi nãy bạn nào nói điểm danh không được bằng điện thoại. Bây giờ bạn mở màn hình bạn lên, bạn chia sẻ màn hình bạn đi, thầy sẽ giúp cho. Hầu như các bạn khác là điểm danh được hết rồi nè. Nguyễn Tuấn Nhân có đây không em? Nguyễn Tuấn Nhân sao tự điểm danh rồi là điểm danh vắng hả em? Nguyễn Tuấn Nhân có đây không? Xin nghỉ để đi tiêm vaccine đó hả? Ok, thì để thầy xem, thầy đánh là Nguyễn Tuấn Nhân là có báo cáo luôn nè. Tại vì cái này là tôi có tính điểm các bạn đó, nhớ không? Rồi, bây giờ bạn... Em vừa upload rồi thầy ơi. Thầy xem đúng hay sai thầy. Ok. Các bạn làm bài này các bạn nộp cho thầy đó, thì kể cả các bạn làm đúng hoặc là các bạn làm sai thì thầy đều tính vào cái điểm tích cực hoạt động của các bạn hết đó, đều tính vào điểm cộng hết đó nha. Thầy ơi, thầy chỉ lần nữa, em không biết nộp chỗ nào hết đó. Rồi để thầy xem bài này đã. Tiến Nhân, em có thể chia sẻ màn hình em chỉ cho bạn được không? Ok rồi, được rồi, em làm cũng còn nhiều chỗ bị thiếu sót á, nhưng mà không sao Tiến Nhân nhé, một chút nữa thầy sẽ sửa thôi nên yên tâm. Bây giờ Tiến Nhân, em có thể chia sẻ màn hình của em rồi em chia sẻ cái cách up bài lên forum cho các bạn được không? Ngồi lâu quá vậy, lâu quá nó cũng ê cái lưng. Tiến Nhân chia sẻ đi em. Tại vì cái màn hình của các bạn nó khác cái của thầy, nãy là thầy chỉ các bạn cái mục để vô chia sẻ rồi đó, cái mục mà để lên upload lên rồi đó, nhưng mà có thể là cái màn hình của các bạn nó khác chút. Tiếng Nhân đâu? Chia sẻ đi em, chia sẻ màn hình đi. Cần thầy stop presenting không? Mà thầy đâu cần dừng lại, em vẫn chia sẻ được. Tiếng Nhân nghe thầy nói không em? Tiếng Quân chứ ha, Tiếng Quân, xin lỗi, Tiếng Quân, Vũ Tiếng Quân. Dạ sao thầy. Em chia sẻ cái cách mà em upload bài đi cho các bạn biết, các bạn upload bài lên. Dạ vâng. Em chia sẻ màn hình. Em chia sẻ đi.
Rồi, chia sẻ được rồi đó. Bây giờ em bấm vô cái trang để em upload đây. Cho nằm ngang đi cho thấy nó to hơn. Rồi bấm vô trang web đó, tìm trang web đi. À, đúng rồi. Có thêm một chủ đề mới đó, thêm vào thì bạn tự thêm vào rồi bạn upload bài lên. Rồi, thấy chưa? Đó, thêm một chủ đề mới, sau đó bạn chọn tệp rồi bạn upload cái tệp đó lên. Chọn hình. Sau đó đăng tải tệp này. Ok, very good. Rất tốt, tiếng Nhật. À, tiếng Quân, xin lỗi. Rồi, Nguyễn Phúc Nguyên là nhờ thầy xem bài phải không? Để thầy xem nhé. Rồi cũng có nhiều chỗ bị nhầm lẫn nha, nhưng mà không sao, làm bạn làm như thế là bạn có chịu khó bạn làm là tốt rồi. Thì thầy sẽ sửa cho các bạn thôi, yên tâm, thầy sẽ sửa ngay cái bài học đây. Thầy đã xem bài của Nguyễn Phúc Nguyên rồi nha. Ok, cảm ơn bạn Tiến Quân rất nhiều. Bạn đã chia sẻ với các bạn khác cái cách upload bài. Có ai còn muốn hỏi về cái cách upload bài trong forum nữa hay không? Rồi hồi nãy cái bạn mà nhờ thầy hướng dẫn lại cách điểm danh đó, bây giờ bạn đã làm được chưa? Dạ thầy ơi, em mở máy tính được rồi, giờ em chia sẻ cho thầy nha. Em chia sẻ cho thầy đi. Rồi, ở đây có nhiều chuyên gia lắm chứ không phải mình thầy đâu, nên là các chuyên gia khác sẽ chỉ cho em thì yên tâm. Các bạn khác còn chuyên gia hơn thầy, tại vì các bạn quen với giao diện sinh viên của các bạn, còn thầy thì quen với giao diện của người quản lý, của giáo viên, thành ra là nó khác các bạn chút. Các bạn khác nhiều khi chỉ em còn hay hơn. Rồi, chia sẻ đi Khoa ơi. Khoa chia sẻ được cho em, tranh thủ lên để thầy không thôi nó mất tiết Dạ của dạ thầy cái giờ lắm máy nha. em hơi chậm tí á thầy, đợi em một tí. Ok, khẩu 6 8 4
Rồi em mở trang của em lên đi. Bấm on courses. Em submit rồi mà. Em nộp rồi mà, phải không? Là điểm danh. Điểm danh xong rồi đúng không thầy? À đúng rồi, em điểm danh rồi mà. Dạ thầy ơi. Nói đi em. Còn cái bài tập, mấy bài tập mà tuần trước thầy giao về nhà làm á là em upload lên cái trang rồi đúng không thầy? Ồ, Nguyễn Đăng Khoa. Em xem lại cái của em là Nguyễn Đăng Khoa phải không? Dạ đúng rồi thầy. Em chưa có điểm danh. Em share lại màn hình của em xem thế nào. Em nhấn on closet ở đó thầy. Giờ em bấm vô vật lý 1 đi. Đứng lại. Attendant đi. Ok, attendant fundamental physics đi. Rồi, nó chưa hôm nay submit attendance. Bên đây, bên tay phải. Đúng rồi. Bấm present, rồi nhập password vào. Em copy để em dán qua cho nó nhanh, hay đồng em đánh. Yeah. Lưu những thay đổi đúng không thầy? Đúng rồi anh. Bạn chưa chọn cái present kìa. Rồi được rồi đó. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi em tắt mic em đi, mic em sao nó bị echo dữ quá. Rồi em muốn hỏi thầy về cái bài nộp của em đó hả? Em nộp rồi thì em sẽ thấy được ở trên đó thôi. Kiểm tra coi có rất nhiều bạn đã nộp rồi. Đăng Khoa phải không? Đăng Khoa nộp rồi nha. Chỉ có duy nhất một bạn chưa nộp thôi. Đó là bạn Lê Thế Duy này chưa nộp nè. Còn lại các bạn nộp hết rồi ha. Rồi được rồi, như vậy các bạn đã quen dần với cái hệ thống học online của mình rồi nhá. Rồi quen dần với hệ thống học online rồi, các bạn cũng đã biết cách chúng ta sử dụng cái forum rồi. À, sử dụng forum để chúng ta có thể post lên những cái câu hỏi. Wow, rất là nhiều bạn nộp lên cho thầy rồi đây. Thì các bạn lưu ý khi các bạn tương tác với thầy qua forum này, các bạn nộp những cái bài giải nhỏ của các bạn lên thì các bạn vẫn sẽ được tính những cái điểm cộng bởi vì những cái hoạt động của các bạn nhé. Rồi, ok, để thầy xem thử bài của bạn Hoàng Quốc Vinh xem. Ồ, bạn còn chuyển sang thành cái file PDF luôn đó ha. Rồi, bạn giải xin nào. Ok, mặc dù nó chưa hoàn tất nhưng mà cũng có thể thể hiện sự cố gắng của các bạn rồi. Rồi bây giờ thầy sẽ sửa cái chỗ đó ha.
Nãy giờ các bạn vẫn thấy màn hình mà thầy chia sẻ phải không? Dạ thấy. Anh thấy thầy ơi. Rồi vẫn thấy thầy mở cái bài của bạn lên cho các bạn xem cái gì? Dạ. Rồi bây giờ thầy sẽ sửa đây. Thì ở đây chúng ta có thể tính được biểu thức của vận tốc ra trước, rồi chúng ta thế biểu thức của vận tốc vào biểu thức của quãng đường, là chúng ta sẽ tính ra được toàn bộ cái biểu thức về tọa độ nha. Chỗ này thầy đã hướng dẫn tới đây để tính được biểu thức của vận tốc rồi. Bắt đầu từ đây chúng ta đi tiếp. Tới đây rồi các bạn, nguyên hàm của dvx nó sẽ ra v. Còn nguyên hàm chỗ này các bạn có hằng số, thì khi mà trong biểu thức tích phân các bạn có đại lượng này là hằng số, các bạn có thể lấy nó ra ngoài, được chưa? Vậy thầy có thể viết như sau: v f trừ vi. Tại sao thầy viết v f trừ vi? Bởi vì dv đây nè, nó sẽ ra là v cận là vi vf, đúng không? Nên là thầy sẽ có nó là vf trừ vi bằng, dấu bằng ở đây, dấu bằng ở đây. Vế bên đây là gì? Ax thì lấy ra ngoài, ax phía bên trong thì còn tích phân của dt, ti, tf. Khỏi phải nói cái chỗ này các bạn cũng biết kết quả là như thế nào. Ax t f trừ ti, được chưa? Và các bạn lưu ý tf là thời điểm cuối, ti là thời điểm đầu. Trong trong vật lý chúng ta đó thì thông thường lúc nào chúng ta cũng chọn cái thời điểm đầu là cái thời điểm bằng không. Thời điểm đầu là gốc thời gian mà, mốc thời gian từ đó chúng ta bắt đầu tính, thì chúng ta chọn thời điểm đầu bằng không thì chúng ta sẽ có ti nó bằng không. Và ti nó bằng không chỗ này thì các bạn có thể biểu diễn lại vf bằng a x t cộng vi. Và đây là biểu thức v của các bạn. Chúng ta có biểu thức v rồi, bây giờ việc kế tiếp chúng ta là gì? Lấy cái biểu thức v này thế vào trong biểu thức x, thế vào trong biểu thức x này đây, là biểu thức này này các bạn. Rồi bạn nào muốn hỏi ha, mời bạn Nguyễn Quốc Anh. Ủa nãy là t hay là delta t thầy? Cái nào em? Cái mà xf trừ xy cộng bằng vx nhân t hay delta t? Cái chỗ nào đây hả? À đây. Cái phương trình nãy thầy á. Phương trình 7 này đó hả? Này ha em. Cuối cùng là thầy t hay delta t thầy? Cái chỗ này hả? Cái vf trừ vf bằng ax nhân t. Dạ dạ. Đây là t nha. T này thì ghi là tf, mà thật ra tf thì ghi t luôn được không? Tại vì ở đây sở dĩ thầy phân biệt tf và ti bởi vì thời gian cuối và thời gian đầu. Nhưng mà thầy đã chọn cái mốc thời gian đầu bằng không rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn tf thôi ha. Mà tf á, có một mình nó thôi, thầy khỏi phải phân biệt, thầy ghi t luôn. Được không? Dạ, tại vì em ghi delta t không biết đúng. À, delta t thì không đúng. À, có đúng nhớ chỗ này bạn ghi delta t thì vẫn được. Bạn ghi delta t thì vẫn được. À, nếu bạn thích thì bạn có thể ghi delta t. Tuy nhiên nếu như chúng ta ghi delta t thì nó sẽ gây khó khăn cho chúng ta khi chúng ta thế vào đây. Em hiểu chưa? Khi chúng ta ghi delta t thì delta t nó khác với dt. Delta t là cái khoảng thời gian lớn, còn dt chúng ta là một cái vô cùng bé thời gian, vô cùng bé của thời gian nha. Do đó khi chúng ta thế vào đây, khi bạn đã thế delta t vào đây thì bạn cũng phải phải làm gì? Đó là bạn cũng phải làm sao, bạn phải viết lại tf trừ ti, rồi bạn cũng phải bỏ cái biến, bạn phải bỏ cái thời gian ti đi để bạn chỉ có là t dt thôi. Rồi bạn hiểu chỗ này thầy nói chưa? Ok. Rồi do đó thầy bỏ luôn ở cái bước này cho nó khỏe, chứ để một chút nữa mới bỏ nữa thì hơi nó bắt đầu nó sẽ phức tạp cái bài toán hơn. Được chưa?
Rồi vậy thì thầy có là xf trừ xy nó bằng tích phân v x dt từ ti tới tf, thầy thế v đó vào. Rồi. Vậy có xf trừ xy bằng tích phân từ ti tf. V nó không là hằng số thì không lấy ra được. V này nó bằng là gì? AT đúng không? Cộng cho gì? VI DT. Nhìn nhá. V nó bằng là AXT cộng VI. Mà thầy biết thêm chữ X nữa. Rồi, tới đây các bạn có thể lấy tích phân này ra được chưa? Thầy sẽ có XF trừ XY bằng, hãy lưu ý trong bài toán của thầy cho các bạn, A này nó là hằng số, AX nó hằng số, VI này là vận tốc ban đầu nó cũng là hằng số. Thành thử ra nhìn vào biểu thức này, hằng số hết, hằng số hết, bạn tách này thành hai tích phân được không? Tích phân của một tổng thì bạn có thể biến thành là tổng của hai cái tích phân. Tổng hai tích phân thầy viết lại luôn. TI TF AXT DT cộng tích phân TI TF VI DT. Tính tích phân này ra thì quá đơn giản với các bạn rồi. XF trừ XY bằng nguyên hàm của T, DT và AX này, hãy lưu ý cho thầy, thầy cho nó là hằng số thì chúng ta có quyền đem nó ra ngoài biểu thức tích phân. V này nó là hằng số, bạn đem nó ra ngoài. Cuối cùng bạn sẽ ra được là AX 1 phần 2. Nguyên hàm của T này là gì? Nhân cho ha 1 phần 2. T này là, nguyên hàm nó là 1 phần 2 T bình phương. Đúng không? Cận từ TI tới TF. Tuy nhiên TI thầy đã giả sử nó bằng 0 thì là T luôn, được không? Cộng tương tự bên đây cũng vậy. VI thầy viết lại nguyên hàm của DT nó ra là T, thì TI TF trừ TI thì TI bằng 0 rồi, thầy chỉ cần TF và thầy là T luôn. Như thế thầy sẽ có là XF bằng 1 phần 2 AX T bình phương cộng VI T cộng XY. Đây là biểu thức của phương trình chuyển động. Được chưa? Đó là biểu thức của phương trình chuyển động. Và bạn có thể ghi luôn cái biểu thức này trở lại, đó là VF bằng AT AXT cộng cho VI. Hai phương trình này là hai phương trình vô cùng quan trọng của đồng học chất điểm. Đó, hai phương trình vô cùng quan trọng của đồng học chất điểm. Các bạn có thể thấy người ta thu được nó từ đâu? Từ đây nè. VX, thầy thêm chữ X vô cho rõ, VXF bằng VI cộng AT. À, A đây là AX luôn. Được chưa? Rồi bạn cũng có thể tính ra được biểu thức của quãng đường, nó bằng là 1 phần 2 AXT bình phương cộng VXT cộng X. Được chưa? Rồi. Sau khi các bạn có được hai cái phương trình vận tốc và phương trình quãng đường tọa độ chuyển động đó, các bạn nếu như các bạn không thích cái biến thời gian T ở đây, đôi khi các bạn thấy biến thời gian này nó phiền quá, bạn không thích biến thời gian, bạn muốn khử biến thời gian đi để bạn ra được cái biểu thức này. Đây là biểu thức độc lập chỉ mối liên hệ giữa vận tốc, quãng đường và thời gian, thì bạn có quyền khử T ở hai biểu thức này đi để bạn ra được biểu thức này. Đây cũng là một dạng, một bài tập nhỏ, một bài tập con thầy đặt ra cho các bạn, và các bạn làm rồi các bạn nộp cho thầy trong vòng 5 phút nha. Rồi thầy sẽ tạo cái forum thứ hai.
đó là chứng minh biểu thức độc lập. Các bạn làm đi, các bạn có 5 phút đó. Dạ thầy ơi, thầy nói lại cái đề cho em được không thầy? Được, chờ thầy chút, thầy ghi cái này đó. Rồi, cái đề là gì? Các bạn có biểu thức chỉ mối liên hệ giữa tọa độ và thời gian. Các bạn có biểu thức chỉ mối liên hệ giữa vận tốc và thời gian. Bây giờ thầy muốn có một cái biểu thức chỉ mối liên hệ chỉ của vận tốc với gia tốc và tọa độ thôi. Thầy muốn không muốn quan tâm tới biến thời gian, thầy gọi đây là biểu thức độc lập. Thì bây giờ thầy đặt cho về vấn đề cho các bạn là các bạn hãy chứng minh biểu thức này cho thầy nha. Các bạn có 5 phút để chứng minh biểu thức này nha. Cái cách chứng minh đó là gì? Đó là chúng ta rút T từ biểu thức này. Sau đó các bạn thế T vào đây. Các bạn sẽ ra được cái biểu thức độc lập. Rồi các bạn làm đi. Dạ thầy ơi, Ừ. thầy có thể nói lại cái chỗ mà mình đem AX với lại VY ra ngoài được không thầy? Ok. Bạn không hiểu chỗ này ha. Cái này là cái kiến kiến thức cơ bản của tích phân đó. Khi mà một cái đại lượng nó là hằng số, nó là hằng số đối với biến tích phân. Biến tích phân ở đây là gì? DT. DT thì biến tích phân của chúng ta là T nha. Mà AX này thầy trong cái đầu bài thầy đặt ra đó là thầy cho nó là hằng số. AX là hằng số, VY là hằng số. Là hằng số nghĩa là gì? Hằng số có nghĩa là dù cho cái biến tích phân nó thay đổi như thế nào thì anh hằng số này anh cũng không có được tham gia vào sự thay đổi đó, anh vẫn là không đổi. Anh không đổi thì anh đâu có được tham gia vào trong biểu thức tích phân làm gì. Chúng ta đâu cần kể anh vào, nên là chúng ta cứ đem anh ra khỏi biểu thức tích phân luôn đi, coi như là anh không tham gia vào quá trình tích phân. Tương tự như vậy, VY nó là hằng số cũng vậy, bạn cũng không cần phải cho nó tham gia vào biểu thức tích phân, bạn lấy nó ra ngoài, đúng không? À, cái này đó là cái kiến thức cơ bản các bạn học năm 12 đó, các bạn vừa mới học xong đó, là về lấy tích phân đó. Hằng số thì bạn có thể đem nó ra ngoài biểu thức tích phân phải không? Dạ đúng rồi. Ok, chính xác. Rồi, Dạ chỗ đó là như vậy đó nha. còn cái chỗ 1/2 t bình phương thì sao vậy? Rồi thầy sẽ nói thêm cái chỗ đó là cái biểu thức tích phân. Bạn tích phân của x dx, bạn làm sao bạn lấy nguyên hàm của x dx cho thầy? Nguyên hàm của x dx bằng gì? Ai nói cho thầy nghe coi, bạn nào nói thầy nghe. Bằng x bình chia 2. Yes, very good. Bằng x bình chia 2. Rồi vậy nguyên hàm của t dt thì bằng gì? Tương tự là bằng t bình chia 2 ha. Đó, đó là lý do tại sao, đó là công thức này bạn phải thuộc nha. Rồi bạn hiểu chưa? Dạ, còn cái chữ T bên chỗ VI thì sao? Có bạn nào giải thích giùm giúp thầy được không? Bạn bạn mới hỏi thầy là bạn khoa ha. Dạ đúng rồi thầy. Bạn nào giải thích chỗ này giùm thầy được không? Nguyên hàm của DT thì ra T thôi, đâu có gì đâu em, đâu có bất kỳ cái khó nào đâu em. Chỗ này là em đã lấy VY ra đây ha. Thì em sẽ có là tích phân của DT, TY, TF. Đúng không?
Thì nguyên hàm của dt em ra là gì? Là t đúng không? Nguyên hàm dt ra t phải không Khoa ơi? Dạ đúng rồi. Thì đó, chỗ đó là lý do là như vậy đó em. Dạ, thì khi em lấy nguyên hàm nó ra là t đó, thì chỗ này em có là ts nè, em sẽ phải thế cận ts và ti, mà ti nó đã là không rồi nên thầy coi như thầy bỏ nó luôn đi rồi, và ts này có một mình nó thì đâu có kể nó làm gì, thì khi xem nó là t luôn, nên là chỗ này là t là như vậy đó, em hiểu chưa? Dạ dạ thầy ơi, thầy chiếu lại từ đầu cho em chép lại mấy cái phần cước á. À, bây giờ chiếu thế nào đây? Dạ, của cái bài này thôi. Của cái bài này thôi. À, trong toàn bộ cái bài giảng thầy có ghi lại đó, thì em có thể xem lại bài giảng của thầy, em chép lại nha Khoa. Chứ bây giờ thầy dừng lại thì để cho em chép thì nó sẽ không có kịp tiến độ của bài giảng của thầy và những cái bạn khác phải đợi nữa nha. Dạ dạ. Thầy sẽ upload nó lên trên YouTube và em xem lại để em chép lại nha Khoa ơi. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ. Ừ, rồi cảm ơn em, chào em. Rồi có bạn nào muốn hỏi gì nữa không? Nếu không thì thầy đi tiếp tục đây. À, lúc nãy thầy kêu các bạn chứng minh biểu thức độc lập, đó là các bạn chứng minh xong chưa? Có bạn nào nộp rồi không? Đang upload thầy ạ. Đang upload, ok, very good. Rất là tốt. Rồi, thì để cho các bạn 5 phút các bạn nạp bài cho thầy ha, xong rồi chúng ta sẽ đi tiếp.
Thầy ơi, em nói đi. Dạ thầy cho em hỏi mấy bạn là upload lên trên cái laptop sao thầy, em làm không được. Là sao, upload bài làm lên đó hả? Dạ bằng laptop á thầy. Em bằng làm cái nào cũng được hết á, em cứ vô đây em bấm cái nút này nè, em bấm add new discussion topic đó. Dạ rồi load hình sao thầy? Nãy nó vô có nhiều cái phương thức em chụp hình em nhấn nhưng mà nó không cho up lên này. Em bấm browse á, em chia sẻ màn hình em đi. Dạ. Coi bộ cái lớp cho bộ lớp mình là các bạn cũng chưa có quen sử dụng công nghệ lắm ha. Rồi thầy. Rồi chia sẻ chưa cho thầy xem. Dạ rồi thầy. Thầy thấy chưa thầy? Gần thấy. Dạ. Rồi thấy rồi. Bây giờ mở cái trang nó lên. Rồi kéo xuống phía dưới nữa. Xuống phía dưới đi. Dưới nữa. Hết rồi thầy. Khoan lên lại. Sao? Đây, sao nó lại thế này, nó không có cái chỗ để chia hả, chia sẻ hả? Rồi, bấm vô rồi bấm xuống, bấm vô không à, gửi bài đó, viết liên quan đến đó, gửi bài viết lên diễn đàn là up cái hình lên là up cái hình. Em có cái, em bấm vô cái nút hình đi, nó có cái nút hình đó bên đây rồi bấm vô đó đi. Rồi nó có browse đó, em chọn cái hình của em. Rồi chọn tab đi. Rồi tab của em nằm đâu? Đây hả? Rồi ok rồi, cứ bấm vào. Rồi đăng tải tab phải đúng không? Đúng rồi. Các đây bạn nhớ quay cái hình nó thẳng lại nha. Nãy giờ đang đọc cái bài kia, cái hình nó nghiêng quá cái cổ thầy. Đây thầy, nó ghi vậy, nó không có sale được nè thầy. Tại vì cái hình của em cái dung lượng lớn quá. À, để thầy đợi xíu đem chụp cho nó nhỏ lại. Em nhỏ lại thôi, tại vì cái server, cái hệ của thầy nó đâu có lớn đâu. Em hình lớn quá thầy đâu có cần hình chất lượng như hình chân dung đâu, chỉ cần đọc chữ được là được rồi à, nên là cần dung lượng nhỏ thôi. Ở đây có rất là nhiều bạn đã nạp lên được rồi, rất là tốt. Wow, các bạn làm tốt lắm. Thầy rất là vừa ý với lại số lượng bài các bạn nộp ở đây. Nãy thầy đang đọc bài của Trần Công Bình, vậy thầy tiếp tục đọc nha. Mặc dù nó hơi tricky một chút, tức là nó hơi gây khó khăn cho thầy, nhưng mà thầy ráng nghiêng cái đầu thầy đọc đây nè. Rồi như vậy thì bạn có XF, bạn rút ra rồi bạn thế vào, tốt lắm. Rồi bạn khử đi, ok tốt. Rồi các bạn đã chứng minh được biểu thức này rồi. Thì thật ra còn rất nhiều các bài khác nhưng thầy không thể nào đọc hết được trong khoảng thời gian này, nhưng thầy nghĩ là các bạn sẽ làm được đấy, làm tốt đấy. Thì ở đây Trần Công Bình để thầy phải comment lên cái đó nha. Rồi thầy có thể xem thêm của một bạn nữa để và thầy comment trên đó nha, của bạn Vũ Tiến Quân đi, để xem coi Quân làm như thế nào. Rồi V bằng như vậy, thì bạn rút ra T chính xác. Rồi các bạn vẫn thấy màn hình của thầy là thầy đang chia sẻ cái bài của Tiến Quân phải không? Rồi ít bằng như thế này thì bạn thay T vào. À, đợi sau nha Quốc Anh ơi, thầy đang chắc là có đó, em có submit lên thì có thôi. Rồi thầy chỉ nhìn một số bài thôi chứ thầy không sửa hết nha, nhưng mà các bạn cứ submit lên đây hết thì thầy vẫn tính điểm chuyên cần ha, tích cực cho các bạn nhé. Rồi ít bằng như thế này.
thay x rồi 1 phần 2 vx vx y còn vf y các bạn thay t vào luôn. Sao thiếu t bình phương rồi? À bạn thay bằng vx còn vy ha. Chỗ này bạn thay a 1x để thầy xem đã, bằng là xy cộng 1 phần 2 rút, bằng rút t ra ngoài thì 1 phần 2 bạn rút ra luôn. Rồi bạn rút t ra ngoài thì bạn sẽ có là gì thôi, 1 phần 2 ra thì chỗ này là 2x cộng cho 2 vy chứ hả? Cứ nộp đi em, vẫn còn nộp được đó. Hồ Đắc Huy em có ý kiến gì? Dạ em mới vừa tìm hiểu thầy, coi em up lên được chưa thầy? Rồi đợi thầy chút, thầy đang coi bài này của bạn. Dạ dạ dạ. Cái chỗ khá là cao siêu, thầy phải ngẫm ngẫm coi thế nào. Tức là dạ, chỗ này đó bạn có là xf nè. Rồi bạn viết lại xy cho thầy rồi chính xác nè. Bạn viết lại chỗ này thì bạn viết là vxy cộng vxf thì bạn đã rút 1 phần 2 ra. 1 phần 2 ra rồi bạn rút t ra luôn thì ở trong bạn còn là at cộng 2vy. 2vy thì bạn viết thành là at cộng vy cộng vy. At mà cộng vy thì nó ra là vf. Ok, hợp lý. Rồi bạn biến đổi như thế. 1 phần 2 V này nhân T T thì bạn thế này vào luôn. Hợp lý. Tốt, very good. Rất là tốt ha. Rồi bạn biến đổi gì quá tốt rồi. Rồi nhân qua, chuyển qua ha. V V này trừ V này bình phương. Ủa xong chưa? Còn gì nữa? À, chuyển qua nữa là xong rồi phải không? Vfx bình trừ v vxf bình trừ vxy bình bằng là 2ax nhân thôi này. Chính xác. Ok, rất là tốt ha. Cho tới thời điểm này là thầy nhận được bài rất nhiều. Hồ Đắc Huy đã có rồi nha em. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi các bạn rất tốt các bạn. Nhưng mà thầy không thể nào xem và thầy comment hết được cho các bạn. Các bạn có thể dựa vào hai cái bài mà đầu tiên thầy xem của bạn Trần Công Bình với lại bạn Lê Minh Nhật phải không? Nãy thầy xem là của Lê Minh Nhật hả? À, không phải. Các bạn có thể xem hai bài đó cho thầy rồi các bạn xem là hai bài đó, hai bạn đó biến đổi rất là tốt đó, mình xem để mình so sánh lại với bài của mình nha. Để thầy phải đi tiếp cái bài giảng của thầy đây. Rồi các bạn đã chứng minh được cái biểu thức độc lập này rồi đó. Rồi chúng ta có như thế thì tổng kết lại các bạn sẽ có được cái biểu thức cuối cùng là đây, biểu thức liên hệ cuối cùng. Và chúng ta lưu ý các biểu thức này là vô cùng quan trọng cho chúng ta nhé. Ồ, rồi đây có cái biểu thức hồi nãy là bạn mình đã chứng minh được là 1 phần 2 vxy cộng vxft nè. Rất là tốt nha. Rồi còn và thêm cái biểu thức liên hệ nữa. Biểu thức liên hệ nữa, các cái biểu thức này các bạn có thể ghi ra một tờ giấy riêng để làm gì, để nếu như sau này chúng ta cần dùng các cái chúng ta thi mà cuối kỳ mà nếu như thi đại trà đó
mà các bạn ngồi mà thi viết đó thì các bạn phải dùng các biểu thức này đó, thì các bạn nên viết các biểu thức này vào trong tờ giấy A4 mà người ta cho phép. À, như buổi đầu thầy nói đó là khi thi sẽ cho các bạn cầm vào một tờ giấy A4 ghi hai mặt. Nếu như thi đại trà tức là thi tập trung, còn không thì các bạn sẽ thi trắc nghiệm. Thi online thì các bạn sẽ thi trắc nghiệm theo cái đề mà theo cái bộ đề và theo cái ngân hàng đề đã có sẵn nhá. Rồi, bây giờ thầy sẽ nói về cái cách mà chúng ta đọc đồ thị một chút cho các bạn. Các bạn nhìn đây, ở đây chúng ta có một đồ thị, hai đồ thị, ba đồ thị, để thầy copy các cái đồ thị này ra nha. Cách đọc đồ thị là một trong những cái kỹ năng quan trọng của những người làm nghiên cứu đó các bạn. Của những người làm nghiên cứu thì đối với các bạn bây giờ chúng ta cũng bắt đầu phải học tập tành cách đọc một cái đồ thị rồi. Rồi các bạn nhìn đây ha. Cái đồ thị đầu tiên của chúng ta là đồ thị biểu thị sự biến đổi của tọa độ x theo thời gian. Và sự biến đổi của tọa độ x theo thời gian, các bạn đi lấy đạo hàm dx trên dt, chắc chắn các bạn ra được vận tốc gì hả các bạn? Dx trên dt chứ không phải delta x nha. À, vận tốc tức thời, thầy có vx. Thì dx trên dt nhìn trên đồ thị này nó cũng là cái gì các bạn, các cái hệ số gốc của các cái đường tiếp tuyến, đúng không? Khi các bạn học hình học giải tích đó, thì đạo hàm của hàm y theo hàm x là ra cái tiếp tuyến của cái đường cong tại cái điểm x mà chúng ta xét, phải không các bạn? Dạ, đúng rồi. Đạo hàm của hàm x theo t thì nó cũng ra là tiếp tuyến tại cái điểm T mà chúng ta xét nè, đúng không? Y chang vậy. Như vậy, khi các bạn xét ở từng cái thời điểm T khác nhau, bạn lấy các đạo hàm ở từng thời điểm T khác nhau, bạn sẽ ra các đường tiếp tuyến khác nhau. Và bạn nhìn vô cái đồ thị này, các bạn thấy hai cái đường tiếp tuyến này nó không có thẳng hàng với nhau. Điều này cho thấy cái gì? Mà thậm chí là khi các bạn thấy thời gian tăng lên, thì cái giá trị hệ số gốc của cái đường tiếp tuyến nó sẽ sao? Nó tăng lên đúng không? Cái đường nó càng ngày càng dốc đi nè. Rồi, đường càng ngày càng dốc đi, đường càng ngày càng dốc đi. Hệ số gốc càng ngày càng tăng khi cái đường này nó cong dần lên đây nè. Hay nó cách khác hơn, vận tốc của chúng ta sẽ như thế nào? Vận tốc tức thời á, càng lúc càng gì các bạn? Càng tăng theo thời gian, nếu chúng ta nhìn cái hình này đúng không? Vậy thì nhìn cái hình, cái đường cong của cái tọa độ không mà chúng ta có thể kết luận về vận tốc tức thời. Thế đó gọi là kỹ thuật chúng ta đọc đồ thị. À, đạo hàm của tọa độ theo thời gian cho chúng ta vận tốc tức thời. Và đạo hàm của tọa độ theo thời gian thì cũng cho chúng ta thấy được cái giá trị, cái hình dạng của cái đường tiếp tuyến, cái hệ số gốc do cái đường tiếp tuyến gây ra. Được chưa? À. Đây, đạo hàm theo thời gian, đạo hàm tọa độ theo thời gian, đạo hàm tọa độ theo thời gian ra các cái đường tiếp tuyến khác nhau, tức là các cái vận tốc tức thời khác nhau, mà cái đường tiếp tuyến mà nó càng dốc lên thì nè, cái hệ số gốc mà nó, cái đường mà nó càng dốc lên thì cái hệ số gốc của nó càng sao các bạn, càng lớn đúng không? Cái hệ số gốc càng lớn thì vận tốc càng lớn. Ok, rồi được rồi, thầy để share màn hình liền. Nãy giờ thì kỳ vậy ta, màn hình các bạn không thấy hả? Rồi bây giờ thấy màn hình chưa các bạn? Dạ rồi thầy ạ. Ở đây cái đồ thị này nè,
DX chia DT nó ra vận tốc tức thời. Theo thời gian các bạn thấy thì tương ứng với từng cái điểm thời gian trên cái đồ thị này thì thầy sẽ có là từng cái đường tiếp tuyến khác nhau, phải không? Mỗi cái đường tiếp tuyến này các bạn có thể tính cái hệ số gốc alpha này của nó, là hệ số gốc alpha này nó chính là DX trên DT, nó chính là vận tốc đó. Như vậy từng cái đường tiếp tuyến này nó sẽ có một cái hệ số gốc. Hệ số gốc này được tính bằng DX trên DT. À, ra là vậy thì các bạn thấy các bạn vẽ ở các điểm này khác nhau, cái hệ số gốc này nó tăng dần. Nên vận tốc Vx này, nhìn vô cái đồ thị này thấy vận tốc Vx tăng dần. Đây là chuyển động mà có vận tốc tăng dần, chúng ta gọi là chuyển động gì? Nhanh dần. Rồi đi, ghi chữ nó dễ đọc hơn ha. Rồi chỗ này thì các bạn có thể kết luận này là chuyển động. Nhanh dần. Còn cái chuyển động bên đây thì sao? Chuyển động nhanh dần thôi còn đều hay không mình không biết nha. Còn chuyển động bên đây chúng ta lại nhìn đồ thị xem. Đây là biểu đồ thị biểu thị vận tốc theo thời gian. Nếu như các bạn lấy đạo hàm vận tốc theo thời gian DV trên DT, bạn sẽ ra được là gì? Gia tốc tức thời AX. Mà ở đây các bạn thấy cái đường biểu thị vận tốc theo thời gian nó là đường thẳng luôn rồi. Thì theo các bạn cái hệ số gốc chỗ này nó cũng là gì luôn? Là AX, nó không đổi luôn nè, thẳng luôn rồi nè. Thành ra nhìn trên cái hình này ta thấy rằng hệ số gốc dù cho có thời gian có tăng nữa, có kéo dài thêm nữa đi chăng nữa thì hệ số gốc alpha này nó vẫn là hằng số, nó vẫn không đổi nè. Nên trong trường hợp này chúng ta sẽ có là A bằng constant, A bằng hằng số, thì ghi chữ hằng số luôn. A bằng hằng số, thành thử ra chuyển động này chúng ta gọi nó là chuyển động thẳng biến đổi. Mà biến đổi ở đây là gì luôn các bạn? Nhanh luôn ha, nhanh dần. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta biết nó là chuyển động nhanh dần đều, chuyển động thẳng nhanh dần đều? Bởi vì hằng số A này nó là hằng số. Như vậy hóa ra cái đồ thị này và đồ thị này là giống nhau. Chẳng qua đồ thị này người ta biểu diễn bằng cái trục A thôi. Và cái giá trị A nó không đổi theo thời gian. Mà thấy chưa? Và nó dương. A ở đây nó dương. Thì chỗ này A nó vẫn dương tại vì nó nằm trong góc 1,3. Là A nó vẫn dương. Được chưa? Đó là cách chúng ta đọc cái đồ thị ở đây. Rồi đó, xong đó là cách mà chúng ta nhìn vào đồ thị và chúng ta biết cái chuyển động nó như thế nào, chuyển động nó nhanh dần đều, chậm dần đều hay là đều vân vân. Rồi. Kế tiếp thầy sẽ giới thiệu với các bạn về cái chuyển động, một cái chuyển động khá đặc biệt, đó là chuyển động rơi tự do. Thì trước khi vào cái bài học đó là chúng ta được giới thiệu về ông Galileo. Galileo này đó là một nhà vật lý, nhà thiên văn học. Năm nhà vật lý học và thiên văn học thì ông rất là nổi tiếng. Có ai biết câu chuyện về Galileo không, kể cho thầy nghe xem. Có vì sao Galileo này nổi tiếng, các bạn có từng đọc hay là từng nghe giáo viên kể về ông Galileo này không? À, thầy, ông Galileo nổi tiếng với thuyết là trái đất quay quanh mặt trời. Galileo là nổi tiếng với cái thuyết đó hả? Thuyết này do ai nghĩ ra? Ông gì thời là có trước ông này Galileo cũng mấy chục năm lận thầy. À là Copernic phải không? Em cũng không nhớ nữa. Ok. Người mà nghĩ ra thuyết nhật tâm á là Copernic. Nhưng mà người ủng hộ và truyền bá cái thuyết nhật tâm của Copernic đó là có hai ông Bruno với ông Galileo. Thì trong hai người mà
mà ủng hộ cái và truyền bá thuyết này đó thì ông Galilei vẫn may mắn hơn ông Bruno, đó là ông Bruno bị giáo hội thiêu sống vào cái thời điểm đó, gọi là dị giáo. Dị giáo thì sẽ bị thiêu sống, thì thời đó thì chắc chắn là nó khắc nghiệt rồi, tại vì thời Trung Cổ mà, thời Trung Cổ đây. Chưa không phải thời Trung Cổ, thời này là thế kỷ thứ 17 rồi, nhưng mà vẫn còn cái quan niệm về tôn giáo ấy, vẫn còn rất là khắt khe, chứ không có cái sự phát triển của xã hội không có nhanh như chúng ta bây giờ. Bây giờ cái sự phát triển xã hội chúng ta theo hàm số mũ rồi, chứ nó không còn cái chậm rãi như cái thời trước nữa ha. Thì vào thời này đó, người ta vẫn ủng hộ cái thuyết nhập tâm, cái thuyết địa tâm, cái thuyết địa tâm của ông Ptolemy. Thì Ptolemy cho rằng trái đất chúng ta là phẳng, còn các cái phẳng và trái đất chúng ta đó là tâm của vũ trụ. Ở trên đầu của trái đất, phía trên của trái đất đó là một cái vòm cầu, là một bầu trời sao. Các ngôi sao thì được dính chặt ở đó chứ không có di chuyển đâu cả. Và mặt trời nhiệm vụ là hàng ngày là phải quay quanh trái đất ha, hàng ngày phải quanh trái đất và cứ lặp lại chu kỳ mỗi ngày. Do đó các bạn xem những câu chuyện về thần thoại Hy Lạp, có những ông thần mặt trời hàng ngày đánh những cái cỗ xe ngựa, đánh những cỗ xe ngựa rồi phải chạy từ đông sang tây để chiếu sáng cho trái đất chúng ta, thì nó cũng có ý tưởng cũng nằm ở trong hệ tư tưởng giống như ông Ptolemy nha. Nhưng mà đối với ông Copernic á, thì ông đưa ra cái thuyết nhập tâm không phải dựa vào cái hệ tư tưởng của những người đi trước, mà dựa vào các cái tính toán thiên văn học. Copernic là một nhà toán học, một nhà thiên văn học rất là giỏi, và cũng là một nhà chiêm tinh gia mà bây giờ chúng ta có thể xem là thầy bói đó. Thì Copernic sống bằng nghề bói toán, tính toán rất giỏi, sống bằng nghề bói toán đấy các bạn. Ổng tính ra được cái quỹ đạo chuyển động của các hành tinh xung quanh mặt trời dựa vào một số liệu thiên văn học của bạn ổng, cũng là một công tước, cũng là một nhà quý tộc. Thì thời đó nhà quý tộc mới có tiền để nghiên cứu thôi, thì người ta phải dùng một cái tấm gương bằng đồng rất lớn, người ta đặt đằng sau vườn người ta để người ta ghi lại những cái điểm mà các ngôi sao nó dịch chuyển hàng ngày ở trên bầu trời, nó in lên ở trên những cái tấm đồng đó, người ta khắc lại, rồi dựa vô những quỹ đạo đó mà Copernic có thể tính ra được, dựa vô những số liệu đó mà Copernic có thể tính ra được cái quỹ đạo chuyển động của trời. Thì các bạn thấy cái thời đó mà quan sát thiên văn như vậy mà tính ra được quỹ đạo chuyển động của cái trái đất quay quanh mặt trời thì đúng là kinh khủng. Một cái thuyết mà nó thay đổi cả thế giới. Thì Copernic ổng chứng minh được rằng trái đất và các hành tinh quay quanh mặt trời theo cái quỹ đạo elip, mà mặt trời là một trong hai cái tiêu điểm của elip. Thì các bạn học toán giải tích thì các bạn biết là elip rồi, các bạn biết quỹ đạo của elip, cái hình dạng elip là như thế nào rồi ha. Với cái tính toán này là như thế, thì rút ra như vậy. Có nghĩa là cái thuyết này nó dựa trên chứng cứ khoa học. Galilei và Bruno ủng hộ nó, nhưng mà Bruno thì không may. Còn Galilei sở dĩ có thể thoát được án tử là bởi vì bản thân ông Galilei cũng là người trong giáo hội, và cũng là người ở trong nhà thờ, và ông rất là giỏi thiên văn, rồi là người rất là có uy tín trong giáo hội. Thành ra là chỉ bị bắt lên phát biểu trước mọi người rằng là cái quan niệm của ông, cái niềm tin của ông bị sai thôi, và ông xin lỗi mọi người thôi. Nhưng Galilei có câu nói nổi tiếng là nhưng mà nó vẫn thế, có nghĩa là phát biểu xong rồi vẫn còn thấy ấm ức ha. Khi đi xuống bục phát biểu rồi, phát biểu cái câu mới nói cái câu là nhưng mà nó vẫn thế, tại vì đó là khoa học, đó là sự thật. Nhưng vào thời điểm đó thì mọi người không chấp nhận, bởi vì nó quá mới các bạn, nó quá mới thì cái cách
cách tiếp nhận của người ta đối với thông tin quá mới. Thông thường cách tiếp nhận của đám đông đó là loại bỏ nó, luôn luôn là như vậy ha. Và sau đó Galileo ông đã bị giam lỏng đến cuối đời. Thì Galileo cũng là một người nghiên cứu thiên văn, quan sát thiên văn, một trong những người tiên phong trong cái việc mà chế tạo và quan sát thiên văn bằng kính viễn vọng. Thì bởi vì ổng là một trong những người tiên phong quan sát rất nhiều và chưa có cái bất kỳ cái kinh nghiệm vì về an toàn khi quan sát thiên văn, nên cuối đời Galileo đã bị mù nha. Galileo cuối đời bị mù. Ngoài đó là cái sơ lược thầy nói về cái câu chuyện của Galileo, thì một trong những cái ông nghiên cứu đó là nghiên cứu về cái việc vật nó rơi tự do như thế nào. Thì toàn bộ những cái lý thuyết mà ứng dụng cho vật rơi tự do đều dựa vào cái lý thuyết mà thầy dạy các bạn ở đây, đó là dựa vào cái phương trình chuyển động này, là dựa vào phương trình chuyển động này. Thì cái bài toán là như thế nào, một vật nó nằm ở trong trái đất thì nó luôn luôn rơi với gia tốc có độ lớn là 9.8 mét trên giây bình phương. Cái này thì các bạn học phổ thông bằng rành quá rồi à. Tuy nhiên thầy muốn nhấn mạnh lại một chỗ là ở đây chúng ta quan niệm gia tốc là theo trục OI, tại vì chúng ta mặc định chúng ta chọn cái trục OI là trục vuông góc với bề mặt trái đất và nó hướng lên, luôn luôn hướng lên, thành thử ra nó mới có dấu trừ trong cái biểu thức gia tốc của rơi tự do. Thì các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta có cái biểu thức vận tốc. Khi nào cái chuyển động chúng ta gọi nó rơi tự do, rồi nhìn đây nha. Chuyển động này thầy xem là rơi tự do khi thầy có cái vận tốc ban đầu nó bằng không. Và với cái biểu thức mà được biểu diễn trong cái hình này, thầy đã chọn trục OI hướng lên. À, gia tốc nó âm đây. Trục OI hướng lên, vận tốc bằng không. Ban đầu thì thầy sẽ có chuyển động rơi tự do và chắc chắn chỗ này nó bằng trừ 9.8 mét trên giây bình phương. Thấy nha. Tuy nhiên có nhiều trường hợp nếu như vận tốc khác không thì sao? Thì lúc này chúng ta không gọi nó là rơi tự do mà gọi là ném, mà ném xuống, à, ném xuống và ném lên, vân vân. Một trong những cái ví dụ đó các bạn có thể nhìn ở đây. Thầy có ví dụ ở đây. Rồi. Đối với một vật cũng như thế này. Đây, một vật nó nằm. Các bạn thấy thầy có một vật ở đây, cũng chọn, thầy cũng chọn trục OI nó hướng lên, nhưng mà thầy ném nó lên như thế này. Bản thân vật này nó trải qua những cái giai đoạn khác nhau. Giai đoạn ngay đây đó, nó sẽ có vận tốc V là V0 là nó sẽ dương. Tới cái điểm này đó là bắt đầu nó chuyển hướng chuyển động, có nghĩa là bản thân nó không thể nào chuyển động lên nữa, vận tốc nó bằng không. Tới cái chỗ này nó chuyển động hướng xuống thì vận tốc nó là âm. À, như vậy vật, đối với cái bài toán mà một vật nó ném được ném thẳng đứng lên, nó sẽ trải qua ba giai đoạn chuyển động. Và bài toán mà kinh điển của cái loại bà cái loại mà bài toán ném lên như thế này, đó là bài toán được thể hiện ở cái hình này đây. Một người đứng ở tòa nhà ném một vật thẳng đứng lên thì vật đó sẽ tuân theo cái quy luật chuyển động được mô tả bởi cái phương trình mà thầy đã cho các bạn ở đây, bởi các phương trình này đây. Cái khác ở đây, cái nét đặc biệt của cái bài toán ném lên này ở đây đó, chỗ đó là các bạn phải chọn hệ trục tọa độ. Hãy nhớ cho thầy luôn chọn trục Y hướng lên. Trục Y hướng lên. Được chưa? Rồi, trục Y hướng lên. Tuy nhiên, cái việc lấy góc tọa độ đó là quyền của các bạn. Các bạn có thể lấy góc tọa độ ở tại điểm này, cũng có thể lấy góc tọa độ ở tại điểm này. Tuy nhiên, tùy vào việc chúng ta lấy góc tọa độ ở điểm nào mà chúng ta sẽ lập luận cái hiện tượng kế tiếp nó ra sao. Thầy lấy ví dụ, nếu như các bạn lấy góc tọa độ tại điểm này thì chúng ta sẽ lập luận thế này đây.
ban đầu vật nó được ném ở đây như vậy, ban đầu nó sẽ có tọa độ, một cái tọa độ là y zero bằng h, h là chiều cao này đây, hiểu chưa? Y zero bằng h. Nếu như vật được ném từ đây nó sẽ có tọa độ là y zero bằng h, rồi nó được ném lên, sau khi nó chạm đất thì tại cái chỗ chạm đất này nó sẽ có tọa độ y bằng không, tại vì chúng ta lấy góc tọa độ ngay đây, được chưa? Nhưng nếu như các bạn chọn góc tọa độ tại chỗ này thì sao? Tại cái vị trí ném này nè thì tọa độ của vật là y bằng không, và khi vật chạm đất ngay đây thì tọa độ của vật là y bằng góc tọa độ ngay đây nha, y bằng âm h, được chưa? Vậy thì tùy bài toán, tùy cái cách mà chúng ta chọn góc tọa độ khác nhau, chúng ta sẽ có cái các giá trị ban đầu về tọa độ nó khác nhau, các bạn ha. Đó chúng ta gọi là cái tính tương đối, cái tính tính tương đương của chuyển động. Chúng ta có thể là chuyển đổi giữa các hệ quy chiếu so với nhau đó. Hệ quy chiếu đầu của thầy là góc ở đây, hệ quy chiếu sau góc ở đây, hai hệ quy chiếu này nó khác nhau một cái khoảng là h này đó, chúng ta có thể chuyển đổi lẫn nhau, và cái phương trình chuyển động mô tả thì giống như ở trình này. Cái khác là chúng ta chỉ đi xác định các cái vị, các cái giá trị xe này mà thôi. Thì ra cái khác là chúng ta phải đi xác định các giá trị đó. Thì thay vì lúc nãy thầy viết biểu thức y thì tất cả các giá trị đây bạn thay đổi thành chữ y hết là xong. Thì ra. Rồi các cái phương trình phía dưới thì ở phía dưới này các bạn xem thêm cho thầy, đó là những cái gợi ý giải bài tập thôi. Thì thật ra các gợi ý này nó đều nằm trong bài giảng khi thầy giảng, các bạn thầy có nhắc tới rồi. Chúng ta có thể nghỉ một chút và chúng ta vào chương 3. Có thể chúng ta nghỉ luôn đi cũng được. Chương 3 buổi sau thầy nói nhanh thôi. Buổi sau. Dạ thầy ơi. Rồi em nói đi, các bạn có thể hỏi đi, các bạn có thể hỏi đáp thầy sẽ. Dạ mấy cái phần mà nãy giờ thầy giảng là nó nằm ở trên FHQX đúng không thầy? Là sao thầy chưa hiểu thôi. Dạ tại em ý em hỏi thầy là mấy cái bài nãy giờ, mấy cái đồ thị đồ mà thầy vừa mới giảng xong á là nó nằm ở trên trang FHQX đúng không thầy? Nó nằm trong bài giảng thầy đã đưa cho các bạn đó. Sao em lên em tìm mà em không thấy thầy? Ok thầy sẽ mở một cái cho bạn xem. Rồi thấy cái trang của thầy chưa? Bạn thấy ở chat chưa? Dạ rồi. Bạn bấm vô letter note chapter 2 này. Bạn thấy chưa? Tất cả những cái thầy giảng ở đây nè. Đó các phương trình chuyển động, rồi các cái phương trình nè, mấy cái này nãy thầy mới cho coi nè, phải không? Galileo nè. Rồi dạ, còn... dạ em thấy. Cảm ơn. Thầy chơi nè, đó là ở chapter 2. Các bạn cũng có thể xem thêm bài giảng tiếng Việt ở đây. Download cái này về coi. Cái này thầy bấm vào nó sẽ download về máy thầy, thì nó không có hiện lên cho các bạn xem. Do đó các bạn tự download về các bạn xem nhé. Ok, rồi thì cái bài giảng hôm nay thầy cũng sẽ up nó lên như cái bài giảng buổi đầu tiên cho các bạn. Nên các bạn cũng đừng có quá lo lắng, không? Cũng không sao, thầy sẽ up nó lên cho các bạn. Rồi các bạn còn hỏi gì nữa không? Dạ chắc hết rồi thầy ạ. Rồi cảm ơn các bạn, hôm nay các bạn làm việc rất là tốt nha. Các bạn giải những cái bài mà thầy đưa ra trong forum như vậy là đạt rồi. Rồi nếu như chúng ta không có câu hỏi nào đó thì chúng ta có thể nghỉ ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cái lớp học của thầy. Hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Thầy ơi. Rồi nói đi em. Có phần bài tập là mình làm cũng như thời gian đã có luôn không thầy? Bài tập đó hai em. Dạ. Bài tập các em cũng làm bài tập chương 2, bài tập chương 3 không làm, bài tập chương 2 thôi.
Rồi các em cứ up lên y như vậy, thầy thầy sẽ kiểm tra cái bài tập một của các bạn, xem cái việc nộp của các bạn như thế nào, rồi thầy sẽ gửi sẽ upload lên cái file bài giải cho các bạn nha. Thầy sẽ upload cái file bài giải của cái chương 1 lên các bạn, rồi các bạn cùng đối chiếu cái bài làm. Thì ở trên hệ thống các bạn, sau khi bạn nộp thầy sẽ thống kê dựa trên hệ thống xem các bạn nộp đủ hay không, và các bạn sẽ được tính điểm dựa trên cái việc nộp đó. Còn các bạn làm bài cái lời giải của các bạn đúng sai, các bạn tự so sánh với lại cái bài giải mà thầy up lên cho các bạn nhé, được không? Dạ thầy ơi. Deadline của cái chương 2 thì cũng giống như chương 1, đó là ngày cuối cùng, đó là vào cái ngày hôm nay tuần sau. Tất nhiên là người ta tính cái chuẩn là 0 giờ nha, 0 giờ ngày hôm nay tuần sau, được chưa các bạn? Dạ thầy ơi. Rồi nói đi. Bài tập về nhà là làm những bài nào thầy? Trong mỗi chương thầy đều có ghi bài tập hết, và bữa trước chúng ta đã bốc thăm nhóm rồi. Chúng ta đã, thầy đã cho nhóm rồi đúng không? Các bạn nhìn bài tập thầy cho đây nè. Rồi chúng ta giải thôi. Thì ở đây đó, ở đây các bạn cái phần mà câu hỏi thì chúng ta làm on group, tức là các nhóm đều phải làm cái câu hỏi lý thuyết. Còn cái bài tập đó thì tùy nhóm mà các bạn làm thôi. Ví dụ nhóm 1 làm bài 1 với bài 59, nhóm 2 làm bài 3 với bài 53, giống như tuần trước thầy đã giải thích rồi nha Khoa. Còn cái bài mà bắt buộc làm là 1, 3, 4, 5, 8 đúng không thầy? Chính xác. Cảm ơn. Giống như tuần trước em có nộp bài tập chưa? Dạ rồi thầy. Thì cũng giống y như vậy đó Khoa. Dạ. Ok Bảo, rất chính xác. Thầy sẽ add cái deadline vô nha Bảo ơi. Hôm nay hay mai gì đó thầy sẽ add deadline vô. Rồi cảm ơn Bảo nha. Rồi chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ nhắc các bạn, nhắc các bạn khác giúp thầy là không có nghỉ đâu, mà mỗi lần mà thầy mỗi buổi là tự cái thời khóa biểu của các bạn, trước khi các bạn học tự thời khóa biểu của các bạn nó mất cái buổi đó đi, đó là do là thầy đăng ký trên hệ thống là chúng ta học online đó, nha không? Rồi chào tất cả các bạn. Chào thầy ạ. Ok, Trần Hoài Bảo muốn nói gì hả em? Dạ thầy ơi, trên cái hệ thống nó chưa có, em chưa có nhóm á thầy. Nó đợi là không phân nhóm gì thầy. Em mới có tên trong danh sách phải không? Dạ, em mới có tên danh sách tuần trước. Vậy thì thôi để đó thầy xem, để thầy phân nhóm cho em sau nha. Tại vì em vô sau quá, thành ra là chưa biết nhóm nào. Thế bây giờ là em vô nhóm 1 đi. Dạ. Em vô nhóm 1 đi nha. Em là Trần Hoài Bảo phải không? Để thầy xem là có một tắt nha. Dạ đúng rồi. Để con tắt máy liền bây giờ luôn, để thầy phân nhóm liền bây giờ. Bạn nào mà cái tiếng của bạn nó echo quá, bạn tắt âm giùm thầy đi. Bạn Khoa đó, cái máy của bạn Khoa bị echo đó. Máy của bạn Khoa bị echo đó. Rồi thầy xem. Có một bạn no group là hai người hả? Trần Hoài Bảo hả em? Dạ đúng rồi thầy ơi. Để thầy add em vô nha. Để em đọc mã số sinh viên của em cho thầy luôn, để thầy add vô liền bây giờ nè. Dạ thầy là 211-44-365. Chờ thầy chút để thầy thôi. Là gì Bảo quên rồi, Trần Hoài Bảo hả? Dạ đúng rồi thầy. Rồi thầy add vô đây, Trần Hoài Bảo add vô nhóm 1. Trần Hoài Bảo rồi, ok. Rồi em kiểm tra lại xem em đã có group chưa. Dạ em cảm ơn thầy. Có rồi phải không?
Rồi, chỉ có một người không có nhóm thôi, đó là thầy. Còn lại các bạn đều đã có nhóm hết. Dạ có rồi thầy ơi. Dạ cảm ơn. Rồi, được rồi ha. Ừ. Còn ai gặp khó khăn gì cứ nói cho thầy nha. Rồi, chào các bạn luôn. Rồi, được rồi, các bạn nghỉ đi nha. Thầy tắt ghi âm rồi. Thank you.